Ông Thành ơi, Em thế à, sao có con xe mà em thấy suốt ngày mang ra quay chụp thế? ui ai bảo em là suốt ngày, con xe này là mới về. Thế hôm trước em thấy theo dõi kênh của anh thì thấy mấy cái Innova rồi mà, màu này mà. Ui mấy con đấy bán hết lâu rồi, À bán hết rồi à? con này mới về này, mới về ngày hôm qua Thế này. nay lại về được con mới. À, Kinh dạo này xe xe pháo bán chạy thế. thì cái trộm vía mấy nay cái dòng Innova đời cao này lại bán được, À thế khách à? khứa lại ủng hộ nhiều. Thế con này đời bao nhiêu đấy anh? Con này là Innova đời 2018. 2018 à? 2018 đời rất là cao luôn. Đời cao đúng không? Con này là màu ghi sáng này. Biển 14 Quảng Ninh nhá. Đến Đấy. 14 à? Tam hoa 4 nhưng mà thứ tự không đứng cạnh nhau. Không đứng Đấy. cạnh nhau đúng Không đứng cạnh không? nhau. Cũng đẹp phết chứ gì nhỉ? Đẹp mà. Nhìn cụm đèn pha này sáng quắc luôn. 2018 đến bây giờ là 5 năm rồi. Màu xe đi vẫn rất là đẹp. Rất là chất. Đấy, nhìn này, nhìn form dáng bên ngoài đẹp chưa? Con giá con này được đấy. Con này thì đã được thêm cái bộ bậc lên xuống này nhá. À con này Đấy. độ thêm mày. Mấy con Độ trước hình như thêm. không có đúng không nhỉ? Đúng rồi, độ thêm. Này, bước lên bước xuống dễ Bước hơn đúng lên bước xuống rất là dễ dàng. không? Con này thì có xi nhan ở trên gương này. Đấy. Xem gương rồi. Đây, dàn lốp khe rãnh thì còn rất là dày, thấy chưa? Đấy, khe rãnh thì còn rất dày. Con này lốp thấy lốp mới đấy. Lốp đẹp. Là răng đúc, phanh đĩa, phanh ABS Đĩa. được trang bị trên hai bánh trước thôi. Hai bánh sau dòng này thì vẫn là phanh tăng trống này. Đấy. Sao vẫn là tăng Tay nắm sống à? cửa thì tay nắm cửa thì được ốp mạ chrome hết rồi này. Đấy. Ốp mạ chrome làm cho chiếc xe rất là Sáng đẹp. nhỉ? Đấy. Này. Tôn vỏ rất là mỏng nhá. Đấy, tôn vỏ rất là mỏng. Đây. Cụm đèn hậu của chiếc xe này thì nó lên form mới nhìn rất là đẹp. Đấy, có hai cái đây thì giống như cái biết được cái gì không? Giống gì? Giống sừng à? Giống cái vây cá. À vây cá Đấy, vây à? cá. Để Con cho này là nó bản E nhá. bản e đúng không anh? Đúng rồi, bản E. Có cam lùi đầy đủ rồi này, cảm biến lùi chống va chạm phía đằng sau này. Đấy, có gạt mưa nữa này. Đấy, nước rửa kính ở trong đây. Đấy, đèn hậu đây, đầy đủ luôn. Đấy, đây, cho các em cứ xem cái form dáng bên ngoài xem. Nhìn chiếc xe rất đẹp, form dáng rất đẹp. Đấy, Này nội thất thì có gì khác không anh? nội thất đó. Vâng. Đấy, cho tham quan nội thất đây. Nội thất của chiếc xe này là nội thất ghế da hai màu. Đấy. Đây là màu đặc trưng của da bò. Đấy, loại bò tót đấy. Bò này bò tót à? Đúng rồi, cái da rất là dày. Đấy. Thấy chưa? Trần thì chiếc Da xe này dày thì nhỉ? cũng đã được độ lên bộ trần da rồi. Trần Đấy. cũng ra luôn Đúng cơ. rồi, trần da. Bình thường nguyên bản là trần ý nhưng mà chiếc xe này bác chủ cũ đi độ lên bộ trần da. Nhìn bộ trần Chống da vẫn nóng, cách âm, sáng cách đúng không nhỉ? nhiệt. Chống nóng, cách âm, cách nhiệt rất là ok. Đấy, em thấy nhiều nó cũng này cũng có nhiều lỗ gì nhỉ? À đấy là cái lỗ cửa gió điều hòa đấy. Cửa gió điều hòa cơ. Cửa gió điều hòa. Sao là cái mỗi hàng ghế này có một cái à? Hai Đúng rồi, cái à? ba hàng ghế thì ba hàng điều hòa. À. Đấy, bản E thì nó thế. Bản E anh. Đúng rồi. Ừ. Đấy, chiếc xe này thì cũng đã độ có bộ thảm trải sàn, thảm 5D luôn. Rất là đẹp, rất là sang xịn luôn. Nhà 2018 có khác nhỉ? 2018. Nhìn sắc nét thật Đấy, đấy. nhìn táp ly đi. Đẹp chưa? Đấy, cái phần này là dán đề can này, Dán điểm đang bong nhiên này, bóc ra cũng được, bóc để ra có khi đẹp hơn. cứ để cho Tự mới đúng nhiên không bác chủ thì da này vẫn là da zin nhé. là gì hết đúng không Đúng rồi, thì dán cái này thì nhiều khi ở trên này bật lên xuống thì chân tay đỡ cọ thì nó giữ được cái vẻ đẹp của cái nhựa này, không à bị xước sát cả cái phần này nữa này. đúng rồi khi nào Đấy, ví dụ mà thích thì bóc ra được thoải mái nhỉ bóc ra được thoải ra mái. như mới luôn đúng không như nó là lỗ điện thoại đúng Đúng rồi. không Đây này, đây lên nội thất của chiếc xe này. Ghế lái thì đã được thêm cái lót này, ngồi rất là êm, rất là thoáng, thông thoáng. À Đấy, cái này là ngồi cái lót ấy mày ngồi hạt nhựa. hạt nhựa giống như Đúng rồi, đá ấy nhỉ đúng rồi. Có ngồi cả có cái vẻ êm gối đỡ đầu nữa này. nếu mà cổ này Đúng rồi. Đây, vô lăng của dòng này thì vô lăng 4 chấu tích hợp các phím bấm tăng giảm âm lượng, điều chỉnh bật bài, đàm thoại dành tay, đầy đủ luôn. con này cũng như xe sang luôn anh nhỉ Dài nội thất của dòng Innova Toyota này bây giờ sang rồi, lên đời rồi lên đúng đời không rồi, không như những như dòng ngày đời cũ, xưa đúng phong không cũ. Phong cũ ngày xưa thì khách hàng cứ chê nhưng bây giờ Toyota thì đã thay đổi rất là nhiều rồi. Đấy, màn hình giải trí này cỡ lớn luôn, Anh giải trí điều hòa thì vẫn là chỉnh bằng cơm thôi món nhá. cơm đúng Đây có các chế độ này, đầy đủ luôn. cái Đây, này cái gì anh nhỉ mấy chế độ gì đây đây này, chế độ eco là máy eco là tiết kiệm. thì cái nhiên liệu Đấy, này cân bằng điện tử này, à đầy con này đủ luôn. có cả cái máy điện tử cơ Cái đời mới này, form mới này là nó máy nó có máy eco rồi, rất tiết kiệm. tiết kiệm đúng không Đúng rồi,
Con này thì động cơ là 2.0. Máy 2.0. 2.0. Số sàn nhá. 2.0 mà có eco thì cũng tiết kiệm nhỉ. Gương kính chỉnh điện nhá. Gương kính chỉnh điện này. Thấy chưa? Đầy đủ luôn. Đầy đủ hết rồi đúng không? Động cơ của chiếc xe này động cơ 2.0. Để xem cái máy của chiếc xe này. Đó. Chiếc xe này thì máy móc thì nó vẫn là vẻ đẹp mộc mạc. Vì xe vừa về nên anh chưa cho đi spa service gì đâu. À, máy mộc anh. Máy mộc đẹp mộc mạc luôn. Đấy. Nghe thấy lắp cabo vẫn nguyên bản nhá. Đấy. Con này thì máy số zin từ lắp dàn cò luôn. Máy zin từ lắp dàn cò. Ờ. Đúng không? Zin từ lắp dàn cò luôn. Vào check hãng, check gara, check toàn quốc luôn. Máy mộc để dễ nhìn anh nhỉ? Ừ, dễ nhìn. Đấy, nhiều bác mà muốn vẻ đẹp mộc mạc thì hôm nay quay về đẹp mộc mạc luôn cho các bác xem. Này ví dụ như bác nào mới biết xe về xem xe thì đi xem này dễ hơn này. Ừ, xem xe này dễ hơn. Đấy. Đăng kiểm của chiếc xe này thì vừa mới hết xong. Đấy. Hết đăng kiểm anh? Vừa hết thì hết dâm, đi làm anh sao sẽ được? Đi đăng kiểm mới. À. Xe bao bộ đăng kiểm mới cho khách hàng. Vâng vâng, thế là hết rồi chứ gì? Hết rồi. À. Tháng 7 năm 2023. Là bao bác nào mà mua thì là bao luôn bộ đăng kiểm đúng không? Rồi đi đăng kiểm mới cho bác để bác đi về luôn chứ. À rồi. Đấy. Thế uy tín thế chứ. Quá uy tín, bao còn nhiều nữa. Này. Nhìn nha. Nhìn từ phía từ đằng sau này. Rất rộng rãi luôn. Hai hàng ghế thứ ba này gập lên được như này nhá. À cái ghế này gập lên đúng không anh nhỉ? Gập được lên, treo được lên đấy. Treo lên đây à? Ừ. Thế này ví dụ như mình có để đồ hoặc là đi xuống xong thì dễ hơn nhỉ? Đúng rồi, để đồ ra. Hàng thứ hai không gập được nếu mà để đồ cồng kềnh. Gập được luôn anh? Gập được luôn. À, để rộng lắm nhỉ? Quá rộng rãi luôn. Chứa đồ thì thoải mái thôi. Ừ. Không chứa người thì mình chứa đồ. Đúng rồi. Một chiếc xe đa dụng, chở gì cũng được. Thấy chưa? Ở đây, ốc nhái để phía sau này, các nắp cốp mà vẫn nguyên bản nhá. Đinh tán của váng nước này, tròn xoe luôn. Thấy không? Đinh tán này. Ừ. Đinh tán tròn xoe luôn. Chiếc xe này nếu mà mua mới á, mua mới gần tỷ ấy. Gần 1 tỷ anh. Ừ. Đắt thế cơ. Bây giờ biết bao nhiêu? Giờ bao nhiêu anh? Bây giờ mới hơn 400. À, hơn 400 thôi. Ừ. Chưa đến 500. Thế mà từ 2018 nó cũng mấy năm rồi đúng không? 5 năm. 5 năm à, 4 năm rồi đúng không? Thế thì mình lợi được hắn một nửa tiền rồi nhỉ? Đúng rồi, lãi nửa tiền. Đấy. Mà chất lượng xe cũng gần tương đương nhau. Chất lượng xe là như mới đúng không? Thất ngoại thất thì cũng như vậy, vẫn được ngửi mùi thơm mùi nhựa của nhựa. À. Đấy. Đấy thì em xem nào, nếu ví dụ nhà ai nhà bạn bè hoặc nhà người quen của em mà đông người đi chiếc xe này rất hợp lý. Hoặc là ví dụ công ty em ấy. Vâng. Có bác nào bạn nào mà bây giờ không đi làm công ty muốn về chạy dịch vụ thì mua chiếc xe này càng hợp lý hơn. À rồi ok đấy. Anh thế ví dụ như để em đi công ty đấy, có bác nào mà mấy ông giám đốc mấy phó giám đốc ông hay đi xe này lắm. Thế à? Vâng. Công ty... hôm trước em thấy anh có mấy ông đi mà công ty thì cũng hay mua cái dòng xe này để công ty vì chở được đông người này. Vâng đấy, đấy. Công ty ông ấy đi uống rượu ông biết ông chở nhiều lắm. À đúng rồi, lần đi một chục người đấy, xe này thì, hợp lý anh ạ. Ừ thì em vâng. Có khách thì em kết nối giúp anh nhé. Dạ vâng vâng vâng, thế lúc nào có khách thì em gọi nhé. À ok em. Dạ, anh vâng. Cảm ơn nhé. Ok anh. Ừ.